test cày 4 chảo cho máy Isaki 63 HP. Nó chủ mới mua được con máy này về đang tập số má. Đây con nào cày đây thì kiểu chuyện ăn nung chèn chèn hả? Nhìn nó biết rồi đúng không? Nhìn nó biết nung chèn chèn rồi mà. Hết đất cày rồi. Hết đất cày rồi. Đấy, bác chủ đang bán một con cày Mekong này, 3 chảo này. Ôi. Sao lại nhanh thế? Ê, bác nào xem có ăn con này không? Con này thì tháo hồ nặng rồi. Con này đáp bà cái sức vụ là lắm tiền. Dày đúng. Nó vãi cả trưởng luôn. Ê, bên nó rút đây anh. Dày vãi. Nặng. Và đây nó ăn đường cày bên này đây anh này. Nó cũng chả hơn cái con cày Thái Bình bên em mấy đâu. Nung tròn tẹt đấy. Ê. Mình chưa bóc được bật được cỏ ra cơ. Nay mà bác bảo cày ngon lắm đấy. Loại khổ đấy. 10 phân. Chỗ này nó cũng lắm cỏ quá, vừa chơi chỗ này nằm rừng. Đấy, của nhà em nó sâu như thế này mà. Đó. Sâu vậy mà. À, đổi tài mới rồi. Đây là bác tài hôm nọ đây. Anh em chắc rất là quen thuộc với gương mặt này. Rất là thanh tú đẹp trai. Đấy, anh ấy là tên là Huy. Người Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa. Lại ra, em lại ra em so sánh cái dàn cày bên em với lại cái con bên nó rút này tí. Cái thân của cái cà lê 24.
thả ben xuống anh ơi. Đấy. Ui. Lên kinh người luôn. Ôi anh Huy ơi, cái con này thủy lực là không phải cần gật thế này mà ấn bằng công tắc điện à? À. Không, không làm sao bằng con 5310 của anh được. Con 53 của anh nó khỏe dữ. Con này đồ đòn dơ lắc nhiều lắm, chưa ngon đâu. Mà sâu. Nói chung là thôi quay quay thế thôi. Con này kéo thoải mái anh. Kéo vô tư, cứ lo. Nhà anh Huy này khá lắm, anh con một đẹp trai. Nhà thì nhà lầu xe hơi. Đấy. Đây nhà anh ở đây. Đấy nhà anh ở đây. Em chào anh Trần Hải nhá. Hôm ấy xuống anh cứ khiêm tốn. Nay mới biết. Đây long chắc thì thấp hơn con này. Đấy. 1m67. Chuẩn luôn. Bằng đúng cái đầu. Con 892 à, con 925 nó còn to hơn con này nữa. Trong kia. Ấy con này anh đi cày anh để cái đầu kia nó chỉ cách đất khoảng 10 phân thôi. Đầu nào? Cái lưỡi chảo đầu kia nó cứ cách đất khoảng 10 phân. Là anh cày sâu được khoảng tầm 25 phân, đều bốn đĩa ăn đều. Còn nếu mà anh để chảo đầu kia sâu thì cái chảo cuối này nó xuống được khoảng. Thôi em chào các bác nha, em kết thúc livestream tại đây thôi. Chúc tất cả các bác một buổi tối rồi một buổi chiều rồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an.